thí Tôn giảng dò ân cần kỹ lưỡng như thế ân cần bàn giao nhiều lần trùng là thêm lần nữa hết lần này đến lần khác nói chung đời mạc pháp chỉ pháp môn này mới mang lại lợi ích thật sự cho chúng sanh Câu nói này rất hay Là thật không phải giả Đời mạt Pháp Ngoài pháp môn này Pháp môn đều hay Nhưng nghiệp chướng chúng sinh quá nặng môi trường chúng ta đang sống không tốt sức mạnh mê hoặc bên ngoài quá lớn phiền não chúng ta quá nặng không chống cự nổi sự cám dỗ học những kiến thức thông thường phật học học những kiến thức phật giáo không ăn thua Đấy chẳng qua là trồng một chút gốc thiện trong A Lại Gia Thật sự như Thầy Lý nói Chắc chắn họ sẽ luân hồi mãi mãi Thời gian đó rất dài Một khi mất thân người dạng kiếp khó được Rất khó để làm được con người thân người khó được nhưng rất dễ mất thời gian trên cuộc đời này ngắn khi mất thân người rồi sẽ thế nào nếu bị luân hồi sẽ mỗi ngày mỗi đọa lạc không những không leo lên được mà còn rơi xuống dưới đời này không giống đời khác chúng ta không thể không chú ý vấn đề này không thể không quan tâm không thể không lo nghĩ nếu có sự cảm giác đó bản thân cần phải hạ quyết tâm